hướng dẫn tạo một Padlet nhanh và đơn giản phục vụ tốt cho việc dạy học. Padlet là một bức tường ảo cho phép người dùng bày tỏ ý tưởng về một chủ đề nào đó một cách dễ dàng. Padlet hoạt động giống như một trang giấy nơi mà mọi người có thể trình bày bất kỳ nội dung gì, VD, hình ảnh, video, tài liệu, văn bản, link trang web, bất kỳ vị trí nào trên đó, cùng với bất kỳ ai cũng như từ bất kỳ thiết bị nào. Giao diện đẹp mắt, dễ sử dụng. Ứng dụng phù hợp cho mọi độ tuổi, nhất là các bạn học sinh, sinh viên, giảng viên thường sử dụng nó để tương tác sau giờ học. Đây là một công cụ rất hữu ích trong việc giảng dạy. Hãy cùng bắt đầu tạo cho mình những bức tường thần kỳ cùng với Padlet nhé. Bước 1, đăng ký tài khoản trên trang https://padlet.com hoặc nếu đã có tài khoản thì đăng nhập. Bước 2, bấm chọn tạo một Padlet. Bước 3, chọn định dạng cho Padlet của thầy cô. Bước 4, đặt tên và mô tả hồ sơ của bạn dùng làm gì, thay đổi hình nền, phong chữ, hoặc vào setting để điều chỉnh, những gì thầy cô. Mong muốn, bước 5, tạo bài viết bằng cách nhấn vào dấu cộng bên dưới góc phải. Sau đó, thêm nội dung và hình ảnh, bước 6, chia sẻ Padlet của thầy với mọi người và học sinh của mình, có rất nhiều hình thức chia sẻ như... Thầy cô hãy chọn một hình thức chia sẻ thuận lợi nhất cho học sinh của mình, copy link và gửi qua email, các công cụ chat, trò chuyện hoặc nhắn tin. Chia sẻ bằng mã QR code, chia sẻ bằng cách nhúng vào trang web, chia sẻ trực tiếp qua email, chia sẻ lên Facebook, chia sẻ lên Twitter. Chia sẻ vào Google Classroom, chỉ vậy thôi. Rất đơn giản khi sử dụng Padlet đúng không nào? Chúc thầy cô thực hiện thành công.